Nè, uống nước xăm cho khỏe người đi anh. Với thời tiết nắng nóng đến điểm như hiện tại, để giải nhiệt giải khát nhanh chóng, hiệu quả thì nước hồng xăm Hàn Quốc chính là lựa chọn không thể thiếu cho mỗi gia đình. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hồng xăm 6 năm tuổi với các thành phần thảo dược tự nhiên như linh chi, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, mật ong mang đến cho người dùng nguồn năng lượng tươi mới, giảm cảm giác mệt mỏi, tăng sức đề kháng, thanh thải độc cơ thể. Vào mùa nắng nóng, chỉ cần uống từ 1 đến 2 gói mỗi ngày, cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh và phòng bệnh bằng hiệu quả. Sản phẩm sẽ ngon mắt hơn nếu được bảo quản lạnh trước khi dùng. Nước hồng xăm cao cấp cho nam KGS, nước hồng xăm cao cấp cho nữ KGS, nước hồng xăm nhung hương táo đỏ Đê Đông, nước hồng xăm linh chi táo đỏ Hàn Quốc, nước hồng xăm nguyên chất 100% Bojeon. Quý khách có thể đặt hàng nước hồng xăm chính hãng tại website nhansamthinhphat.com hoặc gọi điện hay nhắn Zalo đến số 0907799988 để được tư vấn và phục vụ tận tâm.